chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm muối ớt nha. Muối ớt rang khô để mình cho để thật lâu đó các bạn. Thì ở đây thì mình sử dụng vào khoảng 100g ớt nè. Ớt này rất cay nha các bạn. Ớt này rất kỷ thiên nè, rất là cay nha. Mình sẽ sử dụng thêm ở đây là khoảng là để cho cái mùi ớt của mình nó thơm á, mình sử dụng đây khoảng là 1 muỗng cà phê tỏi, nửa muỗng cà phê hành băm nè các bạn, hành tím của mình á. Và đây là thì mình sử dụng một chén cái muối bọt của mình á. Tuy nhiên thì các bạn có thể sử dụng cái muối hột cũng được nha các bạn. Muối hột thì càng ngon nha. Thì ở đây mình sẽ không sử dụng đường hoặc bột ngọt, tại vì nếu mà các bạn mà sử dụng đường bột ngọt thì mình rang lên, mình còn rang lên nữa thì cái muối ớt của mình nó sẽ dễ ra nước lắm, nó để lâu không được. Còn mình để như thế này vậy nè, thì khi nào ăn thì chúng ta cho, có người nào bạn nào thích thì chúng ta cho cái bột ngọt vào hoặc đường vào thì nó sẽ ngon hơn. Còn hôm nay thì mình làm cái muối ớt vậy thôi, chỉ không cho đường và bột ngọt vào nha. Thì trước tiên thì ớt đây mình sẽ rửa sạch, rồi xong đó mình sẽ xay cho nhuyễn nha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho ớt vào màu máy xay sinh tố ha. Máy xay rồi mình sẽ cho cái lượng tỏi và cái hành á, chúng ta cho thơm ha các bạn. Thì cái làm cái muối ớt này thì cũng rất đơn giản. Chúng ta không có thời gian á, chúng ta làm nhiều rồi bỏ vô trong cái keo hoặc cái hũ á, chúng ta dùng thời gian cũng rất dài á, được mấy tháng á các bạn, nếu mà các bạn làm khô thì khô ha, chứ làm ướt thì chúng ta dùng nó mau ra nước ớt á. Còn đây thì mình thường hay làm rất là nhiều nha, làm nhiều để mình để dành á, khi có ăn mình lấy ra liền à. Trăm cà gam ớt các bạn làm nhiều lắm nha, mình đây mình làm rất là nhiều ớt. Rồi sau đó thì mình sẽ đem đi xay nha các bạn. Rồi là sau khi mình xay nhuyễn như thế này, mình cho muối vào, mình bỏ đây mình xay luôn cho nó muối cho nó đều luôn nha các bạn. Đây mùi ớt nó nồng quá, mình bỏ vào muối mình xay luôn nha. Rồi sau khi mình xay xong rồi nè các bạn, ở đây thì nó rất là cay nha các bạn, nào mà chúng ta thêm muối nha các bạn, chứ nhiêu đây là muối nhiều đó, cay nhiều đó. Mình xay gam mà có chén là mình thêm chén nữa nha. Thì mình xay xong mình sẽ tụng nó nồng lên quá, giờ mình sẽ bỏ ra cái thao rồi mình đi phơi nha, phơi khoảng 2 tiếng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ra cái một cái ra cái thao ha, cái mà mình phơi nha. Rồi nếu các bạn nào chúng ta thích ăn cay như thế này thì chúng ta để như thế này ha. Còn nếu không thì cái như thế này nó cay quá thì các bạn sẽ cho thêm muối nha. Ở đây mình sẽ cho thêm muối vào, đây nó nồng nó cay đó. Đây mình sẽ thêm khoảng là các bạn có thể thêm là khoảng là một chén nữa là thành 2 chén muối á các bạn. Hai chén muối cũng được nha các bạn, tại vì cái này nó ớt nhiều quá à.
Rồi mình sẽ trộn lên cho nó đều nha, trộn lên đều, rồi sau đó chúng ta đem đi phơi nắng nha các bạn. Nếu mà các bạn nào có nắng chúng ta phơi chừng 2 tiếng nè, cho cái muối này nó khô quá, rồi mình rang mình để được lâu nha. Nếu mà mình ướp như thế này mà mình đem lên rang á thì cái muối, cái màu muối của chúng ta nó bị sẫm lại, nó không có đẹp. Thứ hai nữa là nó ẩm ẩm ướt ướt vậy, nó có nhiều khi là mình rang không tới á, mình rang nó không khô á, không tới là không khô á, thì muối mình nó bị để lâu á, để chừng nửa tháng ha, vì là muối của mình nó bị chảy nước á, nó ra nước rồi là cái hũ muối của mình nó không ngon mà mình bỏ luôn nó hư á. Rồi mình đem đi phơi khoảng 2 tiếng nha. À, rồi nè các bạn, sau khi mình phơi khoảng 1 đến 2 tiếng một hồi rồi nè, cái muối của mình á bây giờ nó cũng đã hơi khô khô lại rồi nè các bạn. Thì bây giờ thì có những cái mà cục muối nó đóng cục á, chúng ta sẽ dầm ra ha. Hoặc là các bạn sau khi mà các bạn rang rồi á, chúng ta đem đi xay lần nữa. Hoặc là các bạn không, nếu mà cái muối của chúng ta nó không có bị đóng cục nhiều thì chúng ta sẽ không xay ha, chúng ta để nguyên cục nguyên cũng được, còn nếu không thì các bạn có thể xay nhuyễn ra nha, đóng cục nhiều á. Thì giờ mình sẽ, cái màu muối của mình rất là đẹp nha. Thì bây giờ mình sẽ đem đi rang nha. Sau đó mình sẽ cho cái muối ớt vào nha. Bây giờ mình cháy cái lửa vừa thôi nha, cái lửa nhỏ nha các bạn. 1-2 phút đầu thì mình sẽ làm cái lửa lớn để cho nóng chảo á, sau đó thì mình sẽ lửa nhỏ lại. Hôm nay mình sẽ rang cho cái muối ớt này nó khô lại luôn nha. Cái này rang hơi lâu, có thể mất khoảng 15-20 phút. Rồi nha các bạn, hơi mình rang cái lửa là khoảng 15 phút nè. Cái muối ớt của mình nó khô, nó rất là ngon nha, mà nó nồng lắm các bạn ơi. Ở đây sáng mình nói là khoảng là một chén, nhưng mà thật ra mình làm nó cay quá, mình làm ra tới 3 chén muối luôn á. 1 gram ớt, nếu mà các bạn làm gram ớt mà 3 chén muối là nó cay. Các bạn có thể chúng ta ăn cay thì chúng ta sẽ giảm lượng muối, nhưng mà mình thấy là 3 chén muối thôi, mình thấy là được đó các bạn, rất là ngon ha. Cái muối ớt hay thèm cái ổi chấm á. Rồi ha, sau khi nó khô nó được như vậy nè các bạn, thì mình sẽ tắt bếp nha. Như thế là mình đã làm xong cái món muối ớt của ngày hôm nay rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn. Nhìn thấy muối ớt các bạn thấy thèm luôn á, màu cay lắm nha.